Hay còn được gọi là con cu. Gì? Con chim hay mặt con nó giống mặt con là bị lóc quá. Hay còn được gọi là bị ba các bạn lóc không cho con... xem đâu. Con gì đó. Con coi thử coi cái kéo này nó đặc biệt so với kéo thường ở chỗ nào coi. Ở chỗ cái đầu này vẫn đứng ra đi, đứng này cách đi con, đừng đi ra đó bắt con mày chạy. Thôi đừng đi vòng vòng vậy, lấy tờ giấy đại đi, cắt này, cắt đại cái tờ giấy hộp của nó đi. Được. Được luôn. Ồ, cũng được luôn. Thank you.